mất bữa giờ. Phải không? Phải cô Năm không? Cô Năm chứ ai? Sao mà cô này ít coi YouTube lắm đúng không? Hổm này không có coi. Ủa, từ từ. Ủa sao bữa nay bạn áo lạ. Chào gấp cho cô Năm này luôn. Chiều nay đi mà. Gì con? Chào gấp cho cô Năm này. Ủa nghe nói ngày mai mới đi mà cô. Nữa tụi bay phỉnh con riết hà. Cầm giùm em cái. Trời ơi, hôm qua nó làm cho tôi hết hồn hết vía. Mà tôi hay lộn ngày nữa chứ mấy nói em nêu giờ lịch lại rồi. Không dám đâu. Cái gì hết cái quà gì hết. Dạ rồi. Vẫn là bánh bông lan bánh hửng ngày nào ha. Đó cô chú ơi, cô Năm Lăng đã xuất hiện rồi ha. Lần này cô Năm rất dễ thương ha. Đẹp không? À, mà hôm nay cô đẹp đấy chứ bộ. Đó. Ủa, cô bây giờ mặc cái này là sắp bay luôn hả cô? Không, chút về nhà thay đồ khác. Rồi. Bây giờ trước khi mà bây giờ mình lên mình chào. Ủa, hôm nay nhìn cô lạ quá ha. Rồi xin cậu cho cô cháu mình đi thượng lộ bình an. Dạ. Cô ơi, đi tới nơi về tới chốn. Con nghe nói là mình có viên đá quý nặng 8 carat gửi cho cô. Của đại gia rồi cho vậy trời. Đấy cô nói là phải có rồi mà chứ. Đây. Không sách mấy có chứng đây là viên đá quý. Đá quý của hả? Anh Hoàng Nam. Gửi cho con không, tặng cô, cho cô. Trời sao nay lên quà nhiều dữ vậy ta? Mà thiếu cái nón cam nha. Ai giờ Đây. Cái viên này theo con phỏng đoán là giá 1.4 đó cơ. Quỷ. Cái đây hả? Nón cam, nón đỏ gì? Có nón đỏ gì cô? Đi về nhẫn, chiếc nhẫn đeo. Mình lấy vô chiếc nhẫn này con. Thì có nón đỏ rồi đúng không? Chiếc này bận hơn. Cô đưa cho người ta bỏ vô. Nón cam, nón xanh luôn nè. Nón tím. Nón tím luôn nè. Nón cam, nón xanh, nón tím luôn. Nón tím mình như mỗi người được mấy cái. Ủa sao tụi này? Anh hả? Món tím là mỗi người được mấy cái hả? Đây cậu thích ăn bánh bông lan với kem lắm mà không có kem mình mua bánh bông lan thôi. Dạ. Bông lan. Có chưa Minh? Quà nữa. Con. Mới lên. Không lên chắc cũng 10 ngày. Chiếc áo của chị Vivi Trần. Rồi tặng cô với ba cái nón luôn, màu cam, màu tím, màu xanh luôn. Bây giờ trước mắt là cô Thu Đài tài trợ vụ mình đi đúng không? Dạ. Bây giờ cũng đại diện không cho có tôi cũng lớn nhất cái tay nha. Quá trời quá cái tay. Bên kia nữa chứ. Nhận dữ. Ở đâu em giơ giơ cái tay bên kia con. YouTuber. YouTuber đi. Rồi được. Là đi ta hoài. Tôi cáo mình đi đi miền Trung. Đi miền Trung một chuyến để làm thiện nguyện hả con? Vừa làm từ thiện mà vừa để cho các anh em đi xả chết luôn. Dạ. Hôm nay ở đây cũng bị chết nặng quá, đi ra ngoài xả mấy cục ghèn rồi. Nhức đầu lắm thôi. Được cái là quê cô gần nhà con. Gần sát bên cạnh luôn. Xả cái chết luôn. Con nói là bưu điện nhà cô với lại nhà con. Đúng rồi, cái bưu điện quẹo vô. Chị ta ba cây số. Thấy à. Con sát tên. Đi ra Bình Định mình lấy nước để mình rửa. Tại hồi kỳ cô với bà ngoại đi á là ngồi nghe bưu điện chờ nhỏ em ra nước. Đúng rồi, sát bên cạnh luôn bà con. Ơi, vô gặp đám ma còn đây nữa à, chị Điền Lý không còn nữa đám ma Yến hả gì vậy cái này là của trời ơi lâu lâu lên quá trần đồ chị Bi Bi Trăng đó cái gì mà ban nẹt Yến vậy nè đẹp dữ trời cái này của ai nữa anh ơi đây là chị có chị Điền Lý chị Điền Lý chị Điền Lý để đi đó đó cô sao mà cái đó là cái gì vậy anh sâm phải không đây cô có coi đây là đất yến anh mua của chị Hồng Loan nè đây là 750 nha mọi người 700 quà quá trời 700 mấy 750 hả hai cái là mua nào là hột xoàn nè nào là sâm nè mình cho vô chữ ít hết đi hột xoàn sâm cái này là của anh Hoàng Nam Hoàng Nam rồi Nam bởi vậy có nhiều người có một chị già lên đây có máu canh tị với lại ba cái mùi sân si nghe thấy mình được vậy không được hơi bị tức ở kỳ này là Miss Xu Thiện nè cô nè cô có đậu nó đỏ là bị cô đậu nó đỏ cho nó bị đem ra quở trách hết rồi mà chị nào chị nấy nói không dám tháo khẩu trang cam cho nó đậu nó cao lên rồi cho ok bài đó rồi đây à, đây là cô chị nói không chưa vô tới cậu dạ. Mộ cậu nè bà con chưa vô tới mộ cậu mình nó đưa tùm lum đồ nè bà con ơi chắc rồi đựng không hết luôn coi chừng nó ngon rồi để đi cô lát ra lấy để đây đi còn nữa đó còn món nữa đây cô vô đi còn món rồi bây giờ cuối cùng giờ cô có gỡ lời đến mấy ủa qua nãy giờ tồi thằng nói cảm ơn cảm ơn chị gì
Đây là của chị Tiền Lý, Tiền của... Lý. Tiền Lý. Lý tặng hộp Sam bên Úc nè. Không, cái đây là mua của chị Hồng Loan á. Thì mua của cô của bé Hồng Loan nè, dạ. Nhưng mà của cô gì? Tiền Lý. Còn này là chị Vivi Trần. Vivi Trần. Nón nảy rồi. Cho anh Hoàng Nam. Hộp xoàn mua ra này. Đây là gì của cậu Nam. Còn cái này là của ai nữa nè. Cảm ơn gì quên rồi. Cảm ơn chung luôn đi. Hoàng Nam. Cảm ơn cái chú mà cho chiếc nhẫn nè. Hoàng Nam. Ở quên cho cái hộp nè. Hộp xoàn hả? Hộp xoàn ba ly của không biết mắc mấy tạo. Không mà cái này đá quý đó, mới tặng đó. Đá quý mới tặng. Còn này cảm ơn ai con? Chị Vivi Trần. Vivi Trần nữa hả? Rồi cảm ơn nghe. Trời ơi. Cảm ơn hết mọi người. Giờ mình vô mình cúng cho cậu nghe. Nãy giờ đứng tàu ham quà quá. Cái này chắc bỏ vô bóp cho để không là quên nha cô. Rớt cái là tôi lắc nó vô đi chị lắc lon lên đó. Lon nào? Lon nhỏ. Hồng lon lên đó. Giờ mấy cái quà này mình để ngoài bàn đi cô. Để lại đi con xíu cô ra cô lấy. Rồi. Đi vô thử nè. Trời ơi uống sâm cho bổ để có sức đi nè. Quá chừng quá đất rồi. Có người một người mà nhiều quà quá có người không. Có người không có gì hết trơn mình bởi vì mình nhiều người ganh tị mình quá. Phải dùng lại chứ. Có người nghe chưa hay đi dùng lại. Thì mình nó quê ghê. Năm tới ngay bàn thờ luôn, bình đông để ngoài rồi. Trời ơi, cô Hải kìa. Bữa nay con cháu mình đòi nón giống nó giống hả? Mới vô có hẹn không? Có hẹn không? Chắc là áo vàng không? Ồ, áo đỏ rồi. Áo đỏ. Đó, cậu Năm tới. Cô Năm tới xin phép cậu là chiều nay là mấy cô cháu em đi lên phi thuyền qua nước ngoài để làm từ thiện với lại trước là cảm ơn cô Thu đã tài trợ cho tụi em đi ha. Rồi giờ đây lên xin anh là cho mấy cô cháu em đi thượng lộ bình an đi tới nơi về tới chốn nghe anh. Rồi, em hôm nay là con năm lên là trình với cậu đúng không? Rồi trình với cậu là cho tụi em đi thượng lộ bình an. Đi tới nơi về tới chốn về quê thằng Niu nha anh. Có gì anh đi theo tụi em cho vui. Trời ơi, uống đi. Như vậy à, con năm cũng biết lần nào vui cũng chào vậy ta. Chào ghê luôn á. Ừ, đủ luôn. Người đẹp cũng chi á. Rồi nón ra đi, rồi nón cái áo ra, đóng gian đâu. Trời ơi. Chi con. Trời làm gì mày? Trước mặt ổng mà lộn hết trơn mày. Bữa bữa đại gia đặt này hổng này du hổng này em mắc công chuyện em không lên. Nay chiều nay là 5 giờ lên máy bay. Em tranh thủ em lên em xin phép anh cúng cho anh mấy cái bánh với lại ủa xong lột ra cha sao không ăn. Anh Hoàng Nam đặt cho tên cái cô cái biệt danh mới vậy. Cô Năm Báo. Cô Đầu Gấu. Cái anh đó tặng cho cô cái hộp sòn chà bá luôn. Trời ơi. Chào rồi. Tặng cái hộp sòn mà kêu Năm Gấu chắc trả lại hộp sòn quá. Anh mới trao luôn rồi đó. Có cái cô Đầu Gấu. Hai cái luôn á cô Năm. Ý xong là bà ảnh nói xong ảnh đính chính là ảnh nói với Di Minh là chỉ là nói nó chơi. Chơi. Trời đất ơi. Như cô Năm đang thắp hương nha cô chú anh chị. Cái trình với chú Vũ Linh. Để mình né ra tí xíu ha. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.